Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào quý bà con. Quý bà con thân mến, hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2021, giá mít Thái có những biến động như sau. Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật đến quý bà con để cho quý bà con tham khảo và bán mít được đúng giá nhất cho quý bà con nha. Rồi giá mít ngày hôm nay thì vẫn được phân loại tương ứng theo loại 1, loại 2 và mít bi nha bà con. Giá mít này là giá mít mà Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật theo giá của anh em thương lái cắt tại vườn, cho nên tùy vườn, tùy lái và tùy tuyến đường vận chuyển xa gần mà giá mít còn có thể chênh là từ 1 đến 2 ngàn đồng so với bảng giá của Kênh Nhà Nông Miền Tây cung cấp đến cho quý bà con nữa nha. Rồi quý bà con lưu ý giá ngày hôm nay cụ thể như sau: ở Tiền Giang là 12.000, 8.000 và 4.000; ở Đồng Tháp, An Giang là 11.000, 7.000 và 4.000; ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ là 11.000, 6.000 và 3.000; và ở Long An là 11.000, 7.000 và 3.000. Đó, giá mít hôm nay là như vậy, quý bà con mình tham khảo nha. Và nếu như quý bà con thấy là Kênh Nhà Nông Miền Tây mang đến những thông tin chính xác và giúp ích được cho quý bà con thì kính mong quý bà con là hãy nhấn nút đăng ký Kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể giúp Kênh Nhà Nông Miền Tây làm được thêm nhiều clip cho quý bà con xem. Cảm ơn quý bà con đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.